Chết rồi. Xe trước của mình bị dừng lại kiểm tra rồi. Kiểu gì xe mình cũng bị dừng lại kiểm tra thôi mà. Kiểm tra thì cũng không ra cái gì đâu. Yên tâm đi. Các tổ tiếp tục theo dõi. Có động tĩnh gì báo cáo ngay. Run thế, qua chốt rồi. Xem Hồng đúng là giang hồ đích thực ấy. Không hại anh em bao giờ. Ông sợ xếp quân gài hàng vào à? Chuyến này nó chỉ là nghi binh thôi. Xếp thì mình còn tin chứ. Con chó cộng đuôi ở đầu bản với con mèo chuột mắt ở cuối bản thì mình không tin đâu. Láo thật. Dám bí sếp thế à? Đâu. Mình đã nói từ sếp ở đâu? Đấy là anh nói chứ. Anh ạ. Xe thằng Hồng qua chốt rồi. Còn lên không anh? Tay Phùng đã đưa quân lên. Theo mày nên hay không nên? Tôi nghe. Tôi giao thằng Hồng cho anh. Chào anh, thực hiện kế hoạch cao điểm của công an huyện, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ phương tiện cho tổ tác kiểm tra. Vâng. Có việc gì mà cậu phải đi xa thế? Em đi làm ăn thôi. Xe chở gì đây? Toàn hàng hóa linh tinh thôi. Anh cứ kiểm tra đi. Anh ơi, toàn bánh kẹo thôi mà, các anh cứ kiểm tra đi kiểm tra lại thế này nó chảy nước đấy ạ. Kiểm tra xe. Tiếp tục kiểm tra. Lúc thấy tay Phùng xuất hiện là mình biết dở rồi. Xe này chắc chắn là có hàng trắng luôn. Đúng là quân già định mang mình với sếp ra để làm Phật tế thần rồi mà. Thế cuối cùng là có không? Thì không có. Tất cả là vì sếp. Chỉ có cái đầu của sếp mới có thể nhảy số nhanh được hơn quân già.
bán ba kích trắng, mua ba kích tím. Đi theo tôi. Từ từ đã, để chờ em mỏi chân lắm rồi. Chị đi. Lượn. Ok. Ok. Có động tĩnh gì không? Vâng ạ, vẫn chưa thấy đâu ạ. Hàng bị hốt ở giữa đường, không đến được tay tao. Mày kéo cả đám chết cùng rồi đấy. Thằng cháu ạ. Thế là vừa mới nợ tôi một mạng nhỉ? Ừ, thì... Khả năng tôi vào kia dễ là bị xử. Nhớ ngày này thắp cho tôi một nén hương nhá. Thế thì mình té luôn chứ mình vào làm cái gì? Té đi đâu? Đùa thôi, chết thì chả chết đâu. Nhưng mà khó toàn thây. Nếu tôi có làm sao thì đưa tôi đi bệnh viện. Nặng quá thì xuống bệnh viện huyện. Biết chết mà vẫn lao vào, khác gì viêm phổi vẫn hút thuốc lào như điên. Đời mà, cái gì đến nó sẽ đến. Xong việc thì té luôn đi, đừng để cho thằng Khương nó biết đấy.